Tổng cục Quản lý thị trường thông tin cho biết hơn 10 000 chai nước hoa không rõ nguồn gốc xuất xứ có dấu hiệu nhập lậu, được kinh doanh chủ yếu trên TikTok, Facebook vừa bị tổ thương mại điện tử cục nghiệp vụ quản lý thị trường đột xuất kiểm tra và tiến hành thu giữ. Các sản phẩm nước hoa này được một hot TikToker có tên là Phan Thủy Tiên thường xuyên livestream bán trên TikTok Shop. Trên mặt sàn rộng hàng trăm mét vuông nằm tại tầng 1 CT3 Tòa nhà Eco Green số 286 đường Nguyễn Xiển, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội là nơi các nhân viên thực hiện chốt đơn và cài view cho các video giới thiệu sản phẩm. Đoàn kiểm tra đã kiên nhận hàng trăm đơn hàng là nước hoa đã được đóng gói hoàn chỉnh, được chốt từ các phiên live trước đó. Phía trên mỗi đơn hàng ghi thông tin người dân ở nhiều tỉnh thành khác nhau, trên các sản phẩm nước hoa đều không có thông tin thể hiện nguồn gốc xuất xứ trên sản phẩm hiển thị ngôn ngữ nước ngoài không có nhãn phụ bằng tiếng việt nam theo quy định hiện số hàng này đã bị niêm phong tạm giữ toàn bộ để tiến hành xác minh làm rõ các hành vi vi phạm